Thì hẹn các bạn vào chiều nay, chúng ta sẽ lên sóng để chúng ta cùng tìm hiểu về phân tích kỹ thuật thị trường chứng khoán Việt Nam. Ở thời điểm hôm nay là mình đã thành lập cái kênh YouTube này cũng đã là 8 năm rồi các bạn. Có nghĩa là mình thành lập năm 2016 đó các bạn. Đó. Gần kỷ niệm ha, gần kỷ niệm 8 năm rồi các bạn. Đó. Thì cũng được 1 triệu view, trên 1 triệu view. Đó. Rồi thời điểm cao nhất của mình là trên 19.000 subscribe ha. Nhưng mà sau khi 2019 là mình đã dừng lại không chia sẻ nữa, để tập trung cho điều trị bệnh, nó cũng là bệnh do nghề nghiệp đầu tư rồi stress nhiều quá nó gây ra các bạn, rồi bệnh lao lực này kia đó. Thì mình đã dừng lại không chia sẻ nữa. Và sau này thì mình có quay lại chia sẻ dài cái lĩnh vực khác, như rất nhiều lĩnh vực khác. Nhưng mà phần lớn là kênh YouTube này là đã bị khóa chức năng kiếm tiền, rồi rất nhiều hạn chế, rất nhiều cái hạn chế, cũng như mình chia sẻ rất nhiều chủ đề khác nhau đó các bạn, nó không có thống nhất một chủ đề. Ngày xưa nó thống nhất một chủ đề thôi, về forex, crypto thì nó đề xuất lên rất dễ. Sau này mình chia sẻ về định cư, rồi mình chia sẻ về cuộc sống xứ người, mình chia sẻ về âm nhạc, chia sẻ về rất nhiều lĩnh vực khác như kiếm tiền online, rồi thêm chứng khoán Việt Nam, rồi thêm làm website này kia đủ thứ, rất nhiều chủ đề. Thì thuật toán YouTube nó không có đề xuất cho mình được. Và cũng như với cái 18.000 subscribe này, nhưng mà cái lượng view, nhu cầu quan tâm tới lĩnh vực khác rất ít, nên là cái khi mình làm ra một cái video gì đó mà, nhưng mà rất tiếc là không có nhiều người xem, còn lượng xem người ta chỉ có một vài phút thôi là người ta sẽ tắt, người ta không có quan tâm, nên là cái không hiệu quả về cái cách hiện tại trên kênh YouTube này để mình chia sẻ về lĩnh vực mới thì nó không thành công. Vì thế mình quyết định nó dời nhà các bạn. Mình quyết định mình sẽ dời nhà, có nghĩa là mình sẽ mời tất cả những anh em nào chuyên về lĩnh vực đầu tư chứng khoán, hoặc là lĩnh vực mà nào đó không cần biết, muốn học đầu tư chứng khoán Việt Nam, hoặc là chứng khoán châu Âu, hoặc là chứng khoán Mỹ, hoặc là chứng khoán châu Úc, để dự định trong tương lai tích lũy tài sản đi về hưu, hoặc là để chuẩn bị sẵn cái con đường mà chúng ta định ra nước ngoài định cư chẳng hạn. Chúng ta không có việc gì để làm mà chúng ta dự định chúng ta sẽ ngồi để chúng ta đầu tư chứng khoán, giao dịch chứng khoán để chúng ta kiếm tiền ở tại nhà chẳng hạn, hoặc là chúng ta thực hiện những công việc như là kiếm tiền online từ những kiến thức mình đang có. Ví dụ mình rành về thị trường chứng khoán, rành về cái phân tích kỹ thuật chứng khoán, hoặc là rành về đầu tư, hoặc là rành về kiếm tiền mắc money online chẳng hạn, thì mình sẽ dời tất cả những cái nội dung chuyên về kiếm tiền trên thị trường chứng khoán và kiếm tiền thụ động bằng cách kiếm tiền qua những cái hợp tác với tất cả các sàn chứng khoán trong và ngoài nước đó, để các bạn kiếm tiền thụ động tại nhà. Thì mình sẽ xin phép dời tất cả anh em, những anh em nào chuyên về lĩnh vực đó thì qua một căn nhà mới của mình ha. Thì nhà mới mình để đây, cái link cái nào để đây. Thì cái kênh YouTube này mình lập ra chỉ chuyên cho về đầu tư thôi, đầu tư chứng khoán thôi, nói cùng là một quỹ hưu trí các bạn. Thực ra là mình qua đây mình bắt đầu mình setup lại cái hệ thống đầu tư chứng khoán châu Âu, chứng khoán Mỹ và chứng khoán Úc, để mình đầu tư mà theo kiểu là tích lũy theo phương pháp mình đã chia sẻ, là để mình đầu tư về hàng tháng thì bỏ ra chỉ tầm 100-300 euro thôi, mình tích lũy liên tục trong 8 năm hoặc là 10 năm gì đó tùy. Hiện tại mình muốn tích lũy tới 50 tuổi thôi, còn như bây giờ mình đang 42 tuổi, mình tích lũy 8 năm liên tục. Như những cái video mình đã chia sẻ, mình có quay lại chia sẻ những cái tích lũy của mình á, mình làm bước như thế nào mình chia sẻ lại, thì cũng như là hướng dẫn cho các bạn từ căn bản luôn, cũng tích lũy mình cũng đang làm thế nào thì mình chia sẻ lại như thế đó thôi, chứ mình chưa phải thực tế là thành công từ cái việc tích lũy này các bạn ha. Bây giờ mình chỉ bắt đầu tích lũy thôi, mặc dù kinh nghiệm về đầu tư của mình là đã trên 10 năm rồi, nhưng rất nhiều chia sẻ nhiều phương pháp trước đây rồi, nhưng mà cái việc mà tích lũy để về hưu thì mình chưa có ý định đó. Mặc dù mình đã nghĩ ra phương pháp về tích lũy này, đã từ 2020 rồi các bạn, mình đã chia sẻ ra ngoài rồi. Để mình xem coi đây các bạn. Nhưng bây giờ mình lại tập trung hơn, và chính bản thân mình phải tự tích lũy luôn các bạn, chính bản thân mình tích lũy và chia sẻ lại cái lộ trình đó từng bước để cho mọi người có thể làm theo. Về chỉ cần vài trăm ngàn, chỉ cần
mỗi tháng dưới 500 ngàn là bạn có thể tham gia được qua hình thức của ví điện tử Momo hoặc là Zalo Pay. Còn ví dụ trên 3 triệu thì bạn tham gia tất cả các sàn chứng khoán lớn ở Việt Nam, ví dụ như Techcombank, MBBank, VBBank hoặc là Yantra của Đài Loan. Ví dụ vậy, những cái mình có chia sẻ đây, ví dụ Yantra của Đài Loan, vậy rồi chia sẻ đây. Thì cái phương pháp này thì nó không rất đơn giản, không dành cho những người mà phải cao siêu làm gì, chỉ cần ăn làm công ăn lương hoặc là làm mọi thứ, làm đi lao động tay chân cũng được, hoặc là bất cứ thứ lĩnh vực gì mà có tiền dư và muốn tích lũy về hưu, thì mình sẽ chia sẻ hết tất cả những bí quyết của mình, những kinh nghiệm của mình hướng dẫn cho các bạn căn bản nhất đó, mình chia sẻ đây. Thì mình sẽ xin phép là mời tất cả anh em nào quan tâm và tin tưởng mình ở lĩnh vực đầu tư này, mặc dù mình cũng chả phải thành công gì nhiều lắm so với anh em khác, nhưng mà mình biết được gì mình chia sẻ cái đó, cũng như là giống như là mình giúp cho người khác thành công là mình có hội mình sẽ thành công nha các bạn. Có nghĩa là mình sẽ chia sẻ hết, phần lớn là mình chia sẻ miễn phí các bạn hết, bây giờ mình chia sẻ miễn phí hết. Ai thích thì tặng cho mình cà phê, ly cà phê, còn không thích thì thôi các bạn, cái việc bình thường ha. Cái việc chúng ta có học kiến thức, mình chia sẻ thì các bạn có việc học, còn thấy giá trị thì học, còn không thấy giá trị thì các bạn có việc đi chỗ khác, mình tìm chỗ khác học thôi. Rất đơn giản các bạn ha. Thì mình chia sẻ, mình thống kê đây. Đó, ví dụ đây. Mình thành lập kênh này là cả đã một năm rồi, mình để đây mình chưa có làm tới nó còn ha. Tại vì mình cũng muốn là phần lớn là mình nói tiếng Việt đó, nên là mình cũng chia sẻ cho người Việt Nam thôi. Những người Việt Nam đang sống tại Việt Nam hoặc là đang sống ở các nước trên thế giới mà nói bằng tiếng Việt thì có thể tham gia. Ví dụ vậy, đúng ra thì mình định lập là kênh Slovakia, nhưng mà nếu lập Slovakia thì nó sẽ đề xuất ở tại Slovakia thôi là chính, nên là nó không hiệu quả. Tại ở Slovakia chỉ có 5 triệu, chỉ có 5.000 người Việt Nam thôi, 5-6.000 người vậy thôi. Mục đích thì mình sẽ cần ở Việt Nam là chính, để mình phổ cập cho 1 triệu người Việt Nam ha, về học phổ cập về đầu tư chứng khoán. Nó cùng là chứng khoán Việt Nam còn non trẻ, nếu các bạn tự học từ bây giờ thì sau 5-10 năm nữa, 20 năm nữa hoặc 30 năm nữa là các bạn sẽ có một cái tài sản kết xù để các bạn về hưu mà không phải lo nghĩ về cái chuyện là về già chúng ta làm gì để sống các bạn ha. Đó, hiện tại mình cũng đang lo đường già rồi các bạn, trước giờ mình chưa lo nhưng bây giờ bắt đầu lo rồi, mình phải rồi phải lo thôi. Mình phải lo để sau này làm gì mình không có nặng gánh cho con cái của mình đó các bạn. Nên mình bây giờ mình làm cái gì mình chia sẻ lại hết các bạn ha. Đó, mình đầu tư tiền như thế nào, bao nhiêu, hàng tháng rút tiền như thế nào mà chia sẻ. Ở Mỹ có, Việt Nam có, ở châu Âu có, ở Úc có. Mình sẽ dàn trải ra một ít hết thật nhiều loại chứng khoán khác nhau các bạn. Mình chia sẻ ra hết. Đó. Thì nó cùng là mình cũng phổ cập ra một kênh mới. Và cũng ước mơ của mình cũng muốn là vươn tới subscribe 100.000 subscribe các bạn, kiếm cái nút bạc các bạn. Hy vọng mình chia sẻ, mình cũng lần trước mình định dùng cái kênh cũ để mình đạt được 100.000 subscribe, nhưng mà thấy càng chia sẻ thì càng sụt subscribe các bạn, mắc liên tục các bạn. Sắp tới chuẩn bị mắc dưới 18.000 rồi. Vì thế mình thấy không phù hợp, mình phải chuyển nhà mới, mình tách ra một kênh mới để làm gì, để tất cả những anh em muốn đầu tư, muốn thành lập một quỹ hưu trí để cho tương lai thì dồn qua hết một kênh thế này để mình chia sẻ tất cả những gì mình làm, mình làm thế nào mình chia sẻ hết lại trên đó. Nó cùng mình không có giống nghề các bạn ha, nó cùng là mình học cũng từ những người khác và rút kinh nghiệm từ bản thân mình. Thì hy vọng mình chia sẻ lại, có lúc những chia sẻ mình có thành công, có thể giúp được các bạn, nhưng có lúc những chia sẻ mình thất bại, mình sẽ mất tiền các bạn. Vì thế các bạn mọi những cái lĩnh vực đầu tư nào đi nữa, các bạn cũng phải chú ý là dùng những tiền đầu tư trên khả năng chịu mất của các bạn ha, đừng có vay mượn đừng này kia, không chắc các bạn. Mình mấy năm vừa rồi mình thất bại vào chu kỳ gọi là chu kỳ rụng giống như trên chứng khoán các bạn. Mỗi một người đều có chu kỳ tăng trưởng giống như con sóng vậy thôi, lúc lên lúc xuống thăng trầm. Nên vì thế các bạn đừng có nghĩ là theo mình là các bạn sẽ thành công, tại mình gặp cái chu kỳ mình bị rụng á thì mình mọi thứ chia sẻ phân tích của mình cũng bị sai hết, là bị rụng hết các bạn, lúc đó các bạn sẽ bị rụng theo. Đó, vì thế các bạn hãy chú ý ha, làm gì làm cũng phải sử dụng như đồng tiền là trong khả năng chịu mất của mình, không được vay mượn là quan trọng nhất ha. Để làm gì các bạn tích lũy thôi. Tại phương pháp mình chia sẻ rất đơn giản là tích lũy từ những số tiền mà bạn dành 10% hoặc 20% trên cái tài sản bạn có, trên cái những công lương, đồng lương bạn có, để bạn đầu tư invest vào cho mục đích 10 đến 30 năm sau, để các bạn có một cái tài sản để các bạn bắt cấp cho việc về hưu, hoặc là bạn muốn không làm việc thuê nữa, bạn muốn quay trở về làm việc là giao dịch chứng khoán để kiếm tiền, hoặc là kiếm tiền mà thụ động tại nhà với mình luôn. Thực ra năm mình đã gần 17 năm rồi các bạn, mình đã không làm thuê rồi, nên là mình cũng nhờ từ những lĩnh vực này mình kiếm được tiền thôi. Rồi sau đó mình sẽ giúp cho các bạn từ những kiến thức sẵn từ chứng khoán thế này, thì bạn làm sao bạn set up một kênh kiếm tiền thụ động luôn các bạn ha. Mỗi tháng thì mình có thể kiếm khoảng 50 triệu đến 100 triệu từ cái tiền thụ động các bạn ha, từ cái phương pháp kiếm tiền thụ động thế này mình đã chia sẻ tất tần tật các bạn ha. Đó, mình không có giấu nghề, tại vì nó cùng là cái này rất ít người chia sẻ, thì này là miếng cơm manh áo của mình. Thường xuyên người ta sẽ không chia sẻ ra, nhưng thực ra mình là chia sẻ hết, tại tới lúc mình cũng không cần
mình tới bước vào cái tuổi chuẩn bị 50 tuổi là mình muốn nghỉ hưu rồi, mình cũng không có phải giữ gì nhiều, mình chỉ cần là đủ sống là đủ các bạn, cũng không ham muốn giàu sang gì. Có những cái thứ ham muốn là mình có thể tạo ra những bản nhạc yêu thích, được nhiều người yêu thích, hoặc chia sẻ những video được nhiều người like, share, comment là mình cảm thấy vui rồi các bạn. Nên là mình cũng không có giữ những cái bí kíp làm gì. Ngày xưa thì ví dụ như ngày xưa nó còn sốt hàng lắm, sốt hàng là có nghĩa là nó còn ấy, nhưng bây giờ nó không còn được nữa, nó không còn sốt hàng nữa. Nhưng mà nó không còn sốt hàng là tại do thị trường Việt Nam đang cấm ở những lĩnh vực mà trước đây mình làm. Vì thế mình sẽ chia sẻ lại cái phương pháp để các bạn làm, và các bạn không phải nhắm vào những cái sản phẩm Việt Nam cấm nữa, mà bạn nhắm vào chính vào thị trường chứng khoán Việt Nam, thị trường đang mới nổi ha. Rồi sau này các bạn nhắm thị trường chứng khoán Mỹ, tại sắp tới thị trường chứng khoán Mỹ sẽ vào Việt Nam luôn, ví dụ vậy. Đó, rồi rất nhiều công ty luôn, tính càng mở công ty, mở đối tác tại Việt Nam, mở những công ty mà gọi là con ở Việt Nam thôi, là họ đóng thuế cho Việt Nam là họ sẽ vào Việt Nam thôi, ví dụ vậy. Thì sau này chứng khoán Việt Nam sẽ nổi tại Việt Nam là chuyện bình thường các bạn ha, là phổ cập giống như mình ngồi ở châu Âu mình đang giao dịch chứng khoán ở Mỹ vậy đó, chứng khoán Úc vậy đó, rất dễ dàng các bạn. Thì sau này Việt Nam cũng vậy. Nếu các bạn đánh tính toán trước chu kỳ 5 đến 10 năm tới là thị trường Việt Nam sẽ gia nhập với thị trường thế giới, thì lúc đó bạn có kiến thức từ bây giờ sẽ bạn đi đầu các bạn ha. Mình sẽ lại đem gì, các bạn chuẩn bị nền tảng từ bây giờ, học cách kiếm tiền online từ nãy giờ để làm gì, sau này sẽ bạn tập trung vào chứng khoán các bạn ha, kiếm tiền từ chứng khoán. Đây mình không có giấu các bạn ha, mình kiếm được nhiều tiền từ chứng khoán ha. Mình đây không tập trung các bạn ha, khi từ khi mình chia sẻ chỉ vài mấy cái video ngắn gọn về đầu tư chứng khoán một cách thụ động các bạn, là mình đã có được số lượng khách hàng cũng nhiều ha. Và cái đèn hoa hồng sau mấy năm thụ động của mình 20 mấy triệu các bạn, thì các bạn để nó biết trong đó là nhiều năm, 5-10 năm sau thì có thể là 200 mấy triệu là bình thường, bạn có thể có tiền, số tiền này và dĩ hưu các bạn ha. Đó, mình chia sẻ hết chứ mình không có giấu nghề các bạn ha. Đây là những cái nội dung này là dùng được hợp pháp các bạn ha, chứng khoán Việt Nam là hợp pháp, nên là mình sẽ chia sẻ là hết tất cả bí kíp cho các bạn làm. Thì bạn có làm tương tự thôi, ví dụ mình đang hợp tác với Yuanta này, rồi sao mình đang hợp tác với MBS, và sắp tới mình hợp tác thêm VB Bank nữa các bạn. Đó, hợp tác rất nhiều đối tác ở Việt Nam. Mình ở châu Âu nhưng mình sẽ liên hệ với các đối tác Việt Nam để mở, rồi sau đó mình hướng dẫn hết lại cho tất cả các bạn bí kíp để làm sao kiếm tiền thụ động từ chứng khoán. Thì những cái kênh này thì mình sẽ chia sẻ ở bên này, mình không chia sẻ bên kia nữa. Bên kia có thể lâu lâu mình chia sẻ cuộc sống của mình ở châu Âu, rồi du lịch của mình, cũng như mình chia sẻ thêm những bài nhạc, phát hành những bài nhạc mới thế nào, để hy vọng rằng để cho nhiều người biết tới mình thôi. Còn bên này thì mình sẽ tập trung về đầu tư, tập trung về những người mới chưa biết gì đầu tư, hướng dẫn từ căn bản từ A đến Z luôn các bạn. Và sắp tới mình sẽ chia sẻ lại chia sẻ thêm kỹ thuật, phân tích kỹ thuật nữa. Nhưng mà đặc biệt thì hôm nay 7 giờ tối hôm nay thì mình sẽ chia sẻ buổi livestream về hướng chia sẻ là những cách mình phân tích kỹ thuật những mã chứng khoán mình đang đầu tư. Đó, có nghe là giải thích lại những cái mình phân tích thôi, để cho các bạn hiểu phân tích của mình như thế nào. Rồi sau này các bạn muốn học đầu tư mà từ căn bản thì sắp tới mình sẽ ra những cái video căn bản khác dành cho những bạn mà chưa biết gì về phân tích kỹ thuật, mà học phân tích kỹ thuật một cách dễ hiểu nhất, mình không có phức tạp như ngày các bạn ha. Làm sao cũng có thể nhìn vô đề thị sơ, các bạn có thể mua được những cái điểm tốt nếu như bạn có dòng vốn lớn. Còn với những dòng vốn mà không lớn, vài trăm ngàn đến vài triệu, thì các bạn mua bất cứ chỗ nào, bạn có thể nhập vô mua giá ngay, mua ngay hiện tại thôi. Bạn rảnh giờ nào bạn mua giờ đó thôi, bạn không quan tâm tới cái chuyện là thị trường lên xuống nào. Tại vì nó có sẽ tạo đáy, rồi sẽ tạo đỉnh mới, rồi nó tạo đáy mới, rồi tạo đỉnh mới. Mà nhưng mà quan trọng là thị trường chứng khoán luôn luôn đi lên theo con dốc, lên leo núi các bạn ha. Đó, các bạn giống như leo núi Everest, các bạn đi qua từng giai đoạn lên xuống, nó leo liên tục, thì bạn có việc mua bất cứ điểm nào. Rồi mặc dù cái điểm đó điểm đang là đỉnh đi, nó tuột xuống tới đáy đi, bạn có mua đều từ nó tuột xuống thế nào, bạn có mua đều hàng tháng lên, là tự động khi nó quay đầu là các bạn nó vượt qua cái đỉnh mà bạn mua trên đỉnh ban đầu, là nó tạo một đỉnh mới, thì bạn lời cũng bình thường các bạn ha. Đó, các bạn như thế. Ví dụ cái mã đây Vietnam Airlines các bạn xem, là trước mình phân tích các bạn mua, mình phân tích cho mua năm 2020 á, 2021 á, thì mua đâu có điểm này này, à, mô hình này ha, chiếc cốc tay cầm này các bạn mua đâu ra này, đó, mua năm 2020 khu vực này đâu ra này, mình không biết, không chính nhớ chính xác nhỉ đó, năm 2021 là nhờ mua cái lĩnh vực này, nhưng cuối cùng sau, sau khi sự kiện của anh Quyết, sự kiện bà Lan thì xảy ra, thị trường nó sụp tới đây, các bạn xem ha, nó sụp tới đây, mà nếu mà các bạn vẫn theo phương pháp của mình mua là tích lũy á. Mình rất tiếc mình cũng không tích lũy các bạn ha. Mặc dù mình chia sẻ phương pháp, mà mình lo đi định cư, mình lo cuộc sống bên này nó trục trặc, nó nhiều thứ vấn đề là mình giải quyết, là mình cuối cùng mình cũng không tích lũy các bạn. Chứ nếu tích lũy thì giờ này khá ngon các bạn xem. Đó, tích lũy khá ngon ha. Tại vì thị trường này đang lỗ này, nó cũng là lỗ mà được nhà nước chính phủ cứu trợ để coi như bỏ cho cái việc lỗ đó đi, là nên thị trường nó quay đầu. Đó, ví dụ tích lũy này. Đó, nếu mà các bạn tích lũy, đây những cái tin tức nhờ cơ bản nó cùng nhà nước cứu các bạn.
nó có bộ mặt của Việt Nam mà, mình đầu tiên mình nói rồi, mặc dù lỗ không có gì cổ tức gì hết, nhưng mà về lâu dài thì nó là bộ mặt của Việt Nam, nó không có chết được đâu. Đó thì các bạn mua, bạn mua mua vì tích lũy liên tục, đều mua đều viết hàng tháng vào cái xe này ha. Tích lũy liên tục 1 năm trời 2 năm trời, 2020 đến tới giờ 2022 là ta đáy 2 năm trời, xong từ đáy xong các bạn tích lũy liên tục và mua, khi nó tạo đáy xong nó quay đầu lên, các bạn hứng phấn và mua liên tục và tích lũy nhiều hơn, và còn thì sao, đồ thị nó quay đầu, nó vượt qua tất cả những cái đỉnh mà mình đã cảm thấy mình mua ngay đỉnh ngày xưa này các bạn ha, mua ngay đỉnh ngày xưa, cuối cùng sao bây giờ thị trường nó quay đầu. Đó là cái sao, là phương pháp đơn giản, bạn mua tích lũy là sao, từ đảo này nó quay đầu đây, nó test ra đây, sau này lên con sóng mới, nó tăng và tạo ra đỉnh núi mới. Đó nó quá cái phá rồi chỗ này, nó đóng cửa lên chỗ này, tháng này đóng cửa lên chỗ này, các bạn xem ha, đóng cửa đó là sao, nó sẽ với cái lực đi này sẽ còn đi tiếp, phá lên trên đỉnh này, phá lên trên đỉnh này, rồi đi tiếp lên trên này, sao nó lên mấy chục ngàn một cổ phiếu là bình thường các bạn ha. Khi mà ăn nên làm ra, thị trường chính du lịch Việt Nam phát triển mà gọi là ngon lên nữa, thì ăn nên làm ra thì lúc Việt Nam Airlines sẽ lên đi đầu với việc sau này họ mình sẽ hưởng được cổ tức thêm nữa ngoài cổ phiếu tăng giá. Bây giờ đó là hướng mà mình sẽ giúp cho các bạn kiếm tiền thụ động từ đầu tư chứng khoán Việt Nam và chứng khoán Mỹ và chứng khoán châu Âu các bạn. Ví dụ đây là cái hình thức mình có video trước mình chia sẻ rồi, đây là một công ty con ha, Lightyear, công ty con của bên này này, của Interactive Broker này các bạn. Hiện tại mình đang cố gắng để mở luôn cái này, đây là cái tài khoản mà người ta mới cho demo các bạn thôi, demo 1 triệu rồi để mình giao dịch, demo cho vui thôi chứ họ chưa duyệt cho mình ha. Tại vì mình đang mở nhưng mà mình không có nhà cửa bên này đó, không có xác minh bằng cái địa chỉ, là thông tin là từ cái địa chỉ điện nước các bạn, không có điện nước thì mình họ khó xác minh được mình là đang sống ở Slovakia, nên là họ chưa có duyệt cho mình ha, họ cần càng nhiều thông tin, họ còn kiểm chứng mình nữa, họ chưa duyệt nên là mình chưa biết là mình mở được không. Tại vì nó hơi khó, Việt Nam cũng từ Việt Nam mình đã từng mở rồi nhưng mà không nạp tiền được các bạn ha. Bây giờ thì có thể nạp tiền được qua những ví điện tử Wise thì mình nạp tiền được. Ví dụ mình cũng có thể nạp tiền thử mẫu rồi các bạn, nạp tiền thử mẫu mẫu để mà vô để mình xem cho các bạn xem ha, mình xác minh trên cái app rồi nó mới cho login ha. Rồi login vào các bạn xem này, mình cũng đã nạp tiền qua quý ví điện tử Wise, các bạn xem này ha, mình nạp thử nhưng mà họ phải đợi họ duyệt ha. Đó thì những hồ sơ khác họ duyệt nè các bạn xem này, may là được họ confirm địa chỉ này, họ confirm rồi đó, nhưng mà cuối cùng là họ đợi cho mình duyệt cái duyệt là có approve cái deposit của mình nó đúng với tài khoản ở bên này không, ví dụ vậy thì họ mới duyệt nè các bạn xem. Đó thì trong tuần này có thể hy vọng họ duyệt là mình sẽ có được cái tài khoản gốc của Mỹ ha, tài khoản Interactive Broker này, sàn là khá nổi tiếng ở Mỹ ha. Cho những anh em đầu tư chứng khoán ở Việt Nam cho phép mở các bạn ha, bạn có việc thử ha. Đó, còn không thì các bạn đợi, những cái sàn này là những sàn mà gọi tích lũy mà gọi là thụ động các bạn, hàng tháng tích lũy thụ động các bạn. Đây mình setup tích lũy thụ động này ha. Đó, thụ động hàng tháng nó sẽ tự động deposit vô 100 euro mỗi tháng, hàng tháng tích lũy vô. Thì đây là ở bên châu Âu mới mở được các bạn ha. Sàn này cũng khá nổi tiếng mà gần đây nó phát triển lên khá nhiều, đánh giá của nó 20 mấy ngàn người đánh giá 4-5 sao vậy các bạn, khá hay, 4.56 sao á, khá hay ha, lượng truy cập khá lớn. Đó, nhưng mà rất tiếc là Việt Nam mình chưa mở được. Còn cái Lightyear này thì đầu tư số tiền lớn được, tại vì hiện tại là cái lĩnh vực này là nó là công ty con của sàn lớn của Mỹ nên là mình đầu tư số tiền lớn được. Hiện tại nó trụ sở ở Anh sao á, mình không nhớ chính xác nữa, nhưng mà nó khá hay các bạn ha, rất thích ứng dụng trên điện thoại di động, rất thích. Đây mình đầu tư mẫu này, mình đầu tư mẫu thử nghiệm mình xem, tham dò thôi, sau này mình tính tới chuyện là đầu tư số tiền lớn sao. Nhưng mà hiện tại bây giờ số tiền lớn mình vẫn chưa đầu tư, mình đang tập trung chứng khoán Việt Nam là trước, sau đó mình phải tích lũy ra, mình cắt bớt chứng khoán Việt Nam qua, mình chia sẻ qua thị trường châu Âu thế này, châu Âu, châu Mỹ thế này ha. Đó, ví dụ vậy. Rồi sau đó là thụ động thì mình muốn tiền thụ động thì mình đây, mình muốn số tiền thụ động đóng thuế bên này. Hiện tại bên này nếu mà tài khoản chứng khoán mà hold lên trên 1 năm thì có thể là miễn thuế các bạn ha, thuế rất thấp các bạn. Nên là mình sẽ hold chế độ tích lũy dị hưu ở trên hệ thống này. Mọi thứ mình làm chia sẻ hết trong những cái video sau này ở những cái kênh mà mình nói các bạn là cái kênh bên này các bạn, kênh mới xây dựng đó. Đó, vì thế là các bạn cứ hứng thú tham gia thì cái việc ủng hộ mình ha, xem những cái video chia sẻ của mình, rồi like, comment, share để cho mình có động lực mình chia sẻ thêm những cái video mới sau này. Cũng như chiều nay các bạn muốn về nghiên cứu về cách mình chia sẻ lại cái phân tích kỹ thuật mà lần trước mình đã phân tích, mọi phân tích ở trên này các bạn có hết rồi, nhưng mà muốn giải thích thêm chi tiết hơn, dễ hiểu hơn cho những cái mã mình đã phân tích các bạn. Đó, cho những mã phân tích các bạn ha. Đó, bằng video livestream 1 tiếng đồng hồ vào chiều nay. Rồi ok,
thì hẹn các bạn vào chiều nay chúng ta sẽ lên sóng để chúng ta cùng tìm hiểu về phân tích kỹ thuật thị trường chứng khoán Việt Nam. Cảm ơn các bạn đã xem video, hẹn các bạn ở video lần sau. Chào tạm biệt tất cả các bạn.